Chào các bạn xem video nha. Mình giới thiệu các bạn một số hàng xách tay nhập khẩu nguyên đai văn kiện từ Thái Lan. Hàng Thái Lan thì sử dụng rất là hiệu quả các bạn ạ, ít độc cho người, cũng như cây sạch sẽ, tăng năng suất nông sản. Nhiều bác nông dân sử dụng thuốc Thái Lan, bên tôi thì báo cáo là rất là hiệu quả và cảm ơn. Cây trồng nó sạch sẽ hơn và hiệu lực kéo dài các bạn, tiệt trừ nó kéo dài hơn, mới 15 ngày xịt lại lần. Hàng Thái tiêu chuẩn rất là cao các bạn ạ. Hàng Việt Nam cũng cùng hoạt chất vậy nhưng mà xịt không bằng. Thì các bác nông dân, các bác xịt, các bác biết à, cảm nhận biết. Chai này thì nó hai hoạt chất các bạn nhá. Ivermectin 5.4 và Ivermectin Benzoc 2.0. Hai hoạt chất. Đây là thuốc trừ sâu hữu cơ. Hữu cơ các bạn nhé. Ít độc cho người. Cách ly rất là ngắn. Liều dùng của nó là 10ml cho bình 20ml, 100ml là một phi các bạn ạ, 200 lít. Chai này 500ml nhé, toàn chữ Thái này. Công dụng của nó là diệt được bọ trĩ, nhện đỏ, sâu, rệp, rồi độc bông, độc trái. Diệt rất nhiều loại côn trùng các bạn ạ. Có nghĩa là các bạn chỉ cần xịt này thôi là nó đã sạch rồi. Và khó gây kháng thuốc, chị được rất tốt nhện đỏ này, so với bùa này, rồi sâu rụt quả, phòng ngừa rất tốt các bạn nhé, ít được cho người. Chai là Việt Gáp đấy các bạn, Việt Gáp xài rất là tốt. Nhìn chai nó chắc chắn. Tiếp theo đến là một lúc sau là S85 với màu vàng, có là 100g các bạn nhé, cũng diệt được bọ trĩ, rồi rệp sáp, rầy, sâu đục cành, đục quả, bọ cánh cứng, cũng không gây tổn dư hàm lượng thuốc thực vật trên trái trên lá cây. Hàng là Việt Gáp của bên Thái Lan. Các bạn xịt những loại này thì như bác nông dân của điện tôi là báo cáo là hiệu quả rất là tốt và kéo dài, cây trái nó sạch sẽ. Thì làm nông nghiệp ấy, các bác phải phòng ngừa trước, xịt đúng thuốc đúng bệnh, phòng ngừa trước thì nó sẽ ít gây tổn hại các bạn nhé. Tiếp theo là bộ sản phẩm trị nấm bệnh vi khuẩn của Thái Lan, bên đây kiện các bạn này, toàn chữ Thái này. Gói thuốc nấm 1kg. Nhưng mà rất dễ hòa tan các bạn, và bám dính tốt, trị rất nhiều loại nấm. Nấm phổ biến trên ớt các bạn này, thối trái thối quả này, mốc xương, thán thư, phân trắng, phổ rất là rộng. 1kg này chúng ta pha ra 600 lít nhé. Và đi kèm theo chai vi khuẩn, chai 100ml con này, pha 200 lít. Thì cứ ba chai này với lại 1kg này là pha chung với nhau 600 lít, chị phổ rất rộng ạ. Thường thường trong thán thư sẽ có vi khuẩn các bạn, hai cái hoạt động song song với nhau sẽ làm cây trồng chúng ta bị bệnh rất là nặng, thối nhũn, chảy mủ, cháy lá, quan lá, khô trái. Và tiếp theo đến là một loại thuốc trừ sâu, gói này 15g. Cái này thì trị hiệu quả rất nhiều côn trùng các bạn ạ. Dán, dế, kiến, rầy, sâu đục quả, đục cành, bọ phấn trắng. Với 15g chúng ta pha cho 20-25 lít các bạn nhé. Phun thì cứ 10-15 ngày phun một lần. Thì thuốc sâu tốt thì các bạn thấy hiệu lực của nó tầm 10-15 ngày là hết hiệu lực rồi. Chúng ta phải xịt lần tiếp theo nhé, để cho đạt hiệu quả cao. Thì các bạn có thể mua những hàng chính hãng xịt tay như Thái Lan như này, có thể liên hệ qua shop Vietline, số điện thoại có thể màn hình các bạn nhé, 0967 80229. Các bạn không hiểu thì comment dưới video tôi sẽ đáp nhé.
bác nào cần mua hàng hay là họ hỏi thêm một tính năng sản phẩm thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi. Số điện thoại Adidas quản lý 0967 8029. Các bạn thấy video hữu ích thì các bạn bấm like chia sẻ nhé, nhấn ký kênh ủng hộ tôi làm nhiều video hữu ích cho đồng nghiệp. Cảm ơn các bạn.